sự quan tâm của tòa giáo mục của Thanh Hóa là quan tâm đến các cái gia đình có đặc biệt khó khăn, cũng như là không biết nói cảm ơn. Cảm ơn nha. Tiền nhá. Vâng. Không có cảm ơn chứ thôi. Có biết mai không? Chả biết coi biết mai nào. Không biết tiền. Chúc sức khỏe. Nhiều hơn chúc lẻ nhá. Không biết. Cho con cảm ơn lẻ nhá. Nhưng mà có quà này nhá, không đòi này nhá. Vâng. Không có mai lại chúc mình đuổi nhá. Vâng. Nhiều có không? Nhiều được không? Hôm qua ông Chuẩn kêu cho bằng được. Không, không đưa. Không đưa, đưa đưa cho bác chứ. Anh đưa ông giữ. Đấy, đưa ông giữ. Ông nói là bảo đưa cho trưởng giữ. Không, đưa cho bao lẻ đi, đúng bằng lẻ. Đúng bằng lẻ. Đúng bằng lẻ. Được, được, được. Được rồi. Được rồi. Đây nhá. Tuổi đâu ông tua đấy. Cầm cầm cứ bằng tuổi nữa. Còn đây là ông mừng tuổi cho trưởng. Vâng. Đấy. Đấy nha, chồng đâu có tiền, mới ra quên có tiền không nào? Đó. Mới ra sao nào, mới ra sao có mới, tiền không? Mới đằng kia ta chắc quên mới cho. Đây. Biết mùa biết mùa bán. Đấy. Đó có 10 triệu. Cảm ơn em. Cảm ơn ông chứ. Cảm ơn ông nha. Rồi, xuống mấy nước. Nhưng mà ông ở một mình à? Ông một mình tức là tôi có vợ chưa? Tôi là người trách nhiệm nấu cơm, nấu cơm nước, nấu cơm nước ngầu, mà đi suốt ngày. Vâng vâng, cứ phải đi tìm suốt ngày thôi. Nấu cơm đi tìm để mâm cơm. Đang làm mâm cơm cúng thì cúng ông bà đấy chứ. À vâng. Thế đó ông phải. Vâng. Nói chung là chú ông này nói tiếng nhưng mà bây giờ có ông giống nuôi thằng này. Ông ơi, đây không phải lần đầu tiên vô thăm anh này đâu, nhiều lần rồi. Vâng vâng. Ở năm ngoái Tết tuy nhất là cũng đến thăm anh. Thì hôm nay là bên cai tát nguyên tòa mục Thanh Hóa cùng với cha xứ của giáo xứ Trinh Hà, với ban hành giáo của giáo xứ Trinh Hà họ Vĩnh Gia, cũng như là ông chủ tịch mặt trận xã này, trưởng thôn. Rồi đến hôm nay chỉ còn mấy tiếng nữa là sang năm mới đó, thì vẫn lặn lội đến để đi thăm những gia đình nghèo, những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn để chào cho họ một tí hơi ấm của mùa xuân nhé. Những cái phần quà gia đình này. Vâng. Xin cảm ơn bà giám mục Thanh Hóa. Vâng. Chỗ Trinh Hà. Vâng. Bên nhà thờ đó. Mặt trận Tổ quốc xã với thôn trưởng rồi. Vâng. Tất cả các ông trong đoàn. Vâng. Đã quan tâm đến một cái hoàn cảnh đặc biệt. Vâng. Và thay mặt gia đình năm mới sắp tới là xin kính chúc tòa giám mục cũng như là các ban ngành trong xã địa phương mà chúng ta là đón xuân và mừng Tết khỏe mạnh, an khang, thịnh vượng. Vâng, dạ. Vâng. Cảm ơn ông, chúc cho gia đình ăn Tết thật vui nhé. Năm mới được nhiều sức khỏe, nhiều hơn lành nhé. Vâng. Thế là cảm ơn các cá nhân của Caritas Sinh Hóa đã hỗ trợ những cái phần quà để chúng tôi đến thăm những người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn. Đấy, 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 đấy. Nấu ăn rồi. Có đem ông vài dân thờ chuyển mày cho. Bài lên tí đồng chùa cây quất. Đây là cha Thường và đây là cha Quyền nhé. Hôm nay là 30 Tết rồi thì đến để chúc Tết chị nhé. Chị bị làm sao? Tai nạn. Không, bị tai nạn đã bị lâu chưa? Mấy năm nay? 6 năm nay rồi. Vậy là 6 năm nay lại cứ ngồi trên xe lăn vậy thôi và không có đi đến đâu được hết. Hôm nay chị nhiều tuổi chưa? 51, vậy chắc bằng tuổi cha đó. Sinh năm 74 hay 75? 73. 73, ô vậy chị hơn tuổi. Cha sinh 74. Rồi tai nạn làm sao mà lại bị nghẹt? Đi làm hồ tưởng chặn. Ồ, đi thợ xây đó. Thợ xây thợ hồ rồi bức tường nó đổ xuống chặn nên đè lên người. Mấy năm nay. Ôi. Đấy. Thôi hôm nay thì đến để chia sẻ cái sự khó khăn của chị nhé. Thôi thì mình bây giờ thì cũng chả ai muốn vậy làm gì, nhưng mà thì không may thì cầu mong cho chị có cái Tết vui nhé bên gia đình. Ở đây là có một ít quà của bên nhà thờ, bên tòa giám mục Thanh Hóa nhé. Đây các cha rồi ông, không biết ông này không? Vâng, thì chúc cho gia đình chị năm mới được nhiều sức khỏe nhé. Nhiều ơn lành. Vâng. Dạ vâng. Ồ, hôm nay lạnh lắm rồi này. Ồ. Lạnh như giọng nít này. À. Chợ. Nhà bà hơi to đó. Ừ.
Chào bà nhá. Chứ chứ hôm nay lạnh vậy mà bà mặc phong phanh vậy, bà không rét à? À bà. Bà báo cáo bà này. Hôm nay là Tết đã xuân về rồi. Đây là tòa giáo sứ Thanh Hóa. Tòa giáo mục Thanh Hóa có sức tòa. Trước hết là trao cho bà để ăn Tết. Trước hết là trong phong bì là 500.000 ạ. Và bánh kẹo. Và trong đó mì chính nhất ạ. Mì chính bột canh nhất. Tinh thần là báo cáo với bà, cảm ơn các ông trong đời. Cảm ơn cha. Chứ bây giờ bà ở ngoài chợ đây à? Dạ vâng ạ. Ồ. Không biết hả? Gần 2 năm rồi đó. Tức là bà là không có nơi nương tựa. Rồi là bên chính quyền đây là cho bà một cái góc ở trong chợ đây để bà sinh sống. Vâng. Chứ làm sao bà ở có một mình? Đúng là nói thiệt với các cụ vậy là người yêu tôi cũng là chị chồng, thì dưới đây giờ 7 người đang ở trong đây này. Vẫn theo ở đây này, đi từ năm 70 đến giờ tôi về có nhà đây là với cô ấy ở đây này. Giờ hiện nay đang ở trong đây, cho nên là giờ tôi chỉ ôm đau không thôi. Rồi cũng khổ. Thôi, xin lỗi bà đụng đến nỗi đau của bà nhá. Rồi thôi, năm mới thì mình quên hết cái nỗi buồn đi, rồi mình sống cho tương lai thôi nhá. À, còn quá khứ đau buồn mình quên hết đi. Sang năm mới rồi là mình anh không cho lấy chồng. Vâng. Anh không cho lấy ai hết. À. Thế à? Vâng. Thế là năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay là 79 tuổi rồi. 79 tuổi rồi. Ồ vậy à. Nhưng mà mặc ấm vào nhá, trời này lạnh lắm. Rồi sức khỏe yếu rồi, phải mặc cho cái quất chợ này đó. Vâng. Xem mấy con bì là có 500.000 đấy nhá. Dạ vâng. Ừ. Thôi đây là cái món quà của Caritas Thanh Hóa nhá. Của các ân nhân của Caritas Thanh Hóa từ khắp mọi nơi, trong nước, hải ngoại, người ta gom góp lại rồi gửi qua Caritas Thanh Hóa để về đây, rồi các cha, rồi ban hành giáo, rồi chính quyền địa phương, rồi đem đến cho những người nghèo giống như bà để ăn Tết nhé. Vâng, chúc cho bà là một cái Tết được vui tươi, rồi sang năm mới bà được nhiều sức khỏe nhé. Nhưng mà hôm nay bây giờ bà phải vô bà lấy cái áo ấm mà mặc lấy, không có là mặc phong phanh vậy là bệnh là chết nhá. Rồi hết lòng cảm ơn các ân nhân của Caritas Thanh Hóa đã hỗ trợ những cái phần quà này để chúng tôi đến giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Xin Chúa chúc lành chẳng công vội hậu cho tất cả quý ân nhân. Và cảm ơn bác chủ tịch xã và đoàn của tôi nhá. Và vào đi mặc áo ấm đi. Mặc áo rồi nhá, mang cái này về đây này. Đấy. Ra để tiếp Trạc Quyền đó. Tới Trạc Quyền chúc Tết bà đi Trạc Quyền. Dạ vâng ạ. Ơi. Mạnh khỏe nhá, nhất nhà bà là rộng rồi đấy. Ở đây cả cái xã Phổng Vượng này cả cái đất nhà ai mà rộng như thế. Tốt gì đấy, đài các thứ là tục quốc đất. Tốt năm nay là tôi không nghĩ là sạch sẽ hết. Thôi, cố gắng rồi à. Năm mới sức khỏe rồi cho cái môi trường xung quanh nó sạch nó đẹp nhá. Đó, cái không có ai được sạch như tao về đúng, đây. Đúng rồi, đúng rồi. Bà có biết cha đạo không? Dạ, có biết cha bên nhà thờ không? Dạ, thầy là con cũng chưa đi. Chưa đi cho nên chưa biết nha. Hôm nay là hôm nay là có hai cha đến thăm bà nhá. Vâng. 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 Sức khỏe và có gì đấy là nhờ có thầy. Vâng. Không sao, không sao, thầy cũng được, có sao đâu. Dạ. Rồi, chúc cho bà khỏe nhá. Bà vô lấy áo và mặc đi. Không có rất run run được đâu. Ồ, vậy à. Thôi, gia đình bà Đức nâng đỡ cho bà nhá. Đi. Không, cứ để ở đây thôi. Đây là trong đó đây. Một người đứng đây thôi, một người đứng kia. Đây, đứng đây. Hôm nay bên tòa sứ của Thanh Hóa, anh về chào cho xuất quà ăn Tết. Vâng, cảm ơn bé ông nhá. Cầm được không? Quần tôi không có nhà đi.
không? Rồi, có nặng không? Trong đây là tiền là 500 nghìn rồi nhá. 500 nghìn rồi, và đây là bánh kẹo này, rồi mì chính này, để phục vụ cho Tết nhá. Đây, nói gì đi, nói... Chứ hoàn cảnh của nhà này thì không? Của chồng, mà giờ chồng bỏ, tôi xin một con nuôi. Mà tôi cho xuống trên cửa sinh hoạt, hai mẹ con này không đi. Nhà chùa đây, đây đón đấy, nhưng mà... Tức là gửi vào nhà chùa rồi mà không đi. Không đi. Ừ. Cái ngày, trên nhà ta lên... Nhưng mà cái đứa con nuôi có bình thường không? Đây, đây, đây. Cái con cháu cũng vừa hâm nhầm nhầm hầm. Ồ, vậy à. Cháu ơi! Cháu! Đi qua đây, con mời các bác nói chuyện trời. Đây con nuôi đây. Con nuôi đây. Cháu đi ra đây nhận vô cho bác Thanh chút quà. Cắt cái cắt cái này. Cắt. Cắt điện thoại đi. Đây là ô nhiễm, môi trường. Thôi, cảm ơn bà. Sống đây là ô nhiễm môi trường thế này. À, đây là con nuôi à? Con cắt đi cho mẹ. Cắt đi, cắt quà đi cho mẹ. Cắt đi nhá. Hả? Cái gì? Nó không bình thường. Đây là bò ở đâu? Bò nhà ai? Bò đâu? Ờ, bò của người ta đó. Ừ, của bác đó. Đâu dám nuôi được cái gì? Không nuôi được cái gì à? Ờ, tật nguyền như vậy không nuôi được cái gì hết. Ừ. Chứ đi lại bình thường thì có đi được không? Đi với bác ạ. Ờ, tức là phải mon men mới đi được. Ồ, vậy à. Khổ nha. Khổ nha. Mình khổ hay sướng? Khổ lắm. Khổ lắm, khổ chưa từng nha. Ừ. Ừ. Thôi thì khổ vậy cho nên là hôm nay là các cha mới đến để thăm nhá. Dạ. Đi tặng cho mẹ con là một suất quà Tết. Dạ. Để mà ăn Tết nhá. Dạ. Ừ. Đấy, quà của ca tát Thanh Hóa đó. Đấy, có Trà Quyền đứng bên cạnh đó. Dạ. Ừ, ừ, nha. Rồi. Rồi mẹ con ăn Tết vui nhá. Dạ. Ừ. Thử đi vài bước nữa coi đi làm sao nào. Ờ, không đi được. Ờ, không đi được. Ừ. Tức là phải có xe lăn thì mới may mới đi được chứ còn. Năm ngoái cha xe lăn. Năm ngoái xe lăn cha để đâu rồi? Đây. À, đây, đây cho coi có cái xe lăn của cha mua vào nào. Đây thôi. Đấy, năm ngoái là cha cho cái xe lăn mà đúng. Để đó đó. Anh ơi, trước cái gia cảnh của cái nhà này thì sao, nó đi đâu rồi? À, báo cáo với chào với cái anh cha là tình hình là anh chỉ có chỉ hướng dở. Dở người. Không có địa chỉ gì đâu. Vâng. Nó cứ đi lang thang đi lượt cả ngày. Trên đây là cháu dâu. À. Làm thay cho hộ cho chị. Ừ. Thì trước hết là cháu có bên nó cho trên ship chúng ta đã có quà để chuyển giao cho chị một tết, chị thấy được trong phong bì lên 500 này, 500 nghìn trong phong bì nhá, quà và trong đấy bánh kẹo là chính là cứ trong túi nhá, để cho về cho cả được cô nhá, thay cho cô. Ừ. Chứ cô cứ đi lang thang vậy à? Cô hay đi lang thang lắm mẹ. Ừ. Không biết đi đâu. Dạ cửa đó. Cảm ơn tâm nhận Caritas Thanh Hóa. Về đưa cho cô nhé. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!